Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình, và chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em mình sẽ giới thiệu cho mọi người cách để kiếm cái mã Google nha anh em, cái mã Google đổi thưởng đấy. Ok, thì trước đây đây này, trước đây chúng ta mua qua cái thẻ, nói chung là mua những vật phẩm trong game này, chúng ta có thể mua qua thẻ Viettel. Ví dụ đây này, chúng ta có thể mua qua thẻ Viettel. Để nó loát tí anh em ạ. Đây, Viettel Telecom đây này. Đấy, trước đây chúng ta có thể thanh toán qua đây, nhưng mà bây giờ do một số vấn đề cho nên là Google không hợp tác với Viettel nữa, cho nên là chúng ta không thể mua qua Viettelcom nữa. Qua số điện thoại này anh em. Chúng ta có thể thêm các phương thức thanh toán khác, ví dụ như thẻ tín dụng, Momo. Và cuối cùng là đổi mã nha anh em. Đổi mã. Đây, chúng ta có thể kiếm mã này ở đâu? Và sau đây mình sẽ giới thiệu cho anh em cách để kiếm mã này nha, ok. Đây. Ok, thì mình sẽ tới qua đường này. Vâng, thưa mọi người, thì chúng ta để muốn kiếm được cái mã thì chúng ta sẽ download một cái app về để chúng ta gọi là chơi kiếm kiếm mã, giống như chúng ta một số cái app, ví dụ như Việt Nam hôm nay kiếm kiếm tiền với anh em nha. Chúng ta cũng làm nhiệm vụ, nhưng mà ở đây không phải làm nhiệm vụ giống như mấy cái app kia, chúng ta sẽ gọi là chơi thôi. Đấy, chúng ta sẽ vào Google và nhập cho mình cái trồng chữ là Lucky. Lucky Lucky app hiếu sinh này. Đấy, app đầu tiên nha, app đầu tiên này nha anh em. Đấy, thì anh em cài cái app này về cho mình và mở. Ok, để nhấn loạt tin đã anh em. Thì chúng ta sẽ cùng gọi là đây là app câu cá. Chúng ta sẽ câu cá và kiếm tiền. À, không phải kiếm tiền mà là gọi là kiếm tiền trong cái app này. Đấy. Mình vừa mới biết được và mình cũng đã kiếm được 4,4k rồi mọi người. Nhưng mà muốn đổi thưởng thì sao nha mọi người? Cái video trước thì mình đã bỏ qua cái bước này nên một số anh em lại chưa biết. Đấy. Thì anh em phải nhập cái mã giới thiệu. Mọi người phải nhập cái mã giới thiệu thì mới có thể có thêm một số cái quy đổi. Đấy. Thì mọi người nhập mã giới thiệu đâu? Đây. Đây. Đấy. Anh em nào mới tải về mà chưa có mã giới thiệu thì anh em hãy nhập mã giới thiệu này của mình và tải cái ứng dụng này theo đường link mình để bên dưới, thì nó sẽ có cái shop quy đổi qua gọi là quy đổi qua mã cho anh em nha. Đấy, đây mình nha, mình mới tải, mình sẽ hướng dẫn từ đầu đến cuối luôn cho anh em hiểu. Trước kia là mình bỏ qua cái bước này nên là một số người vẫn chưa hiểu nha. Đây, mình lấy một cái mã thì mọi người nhập mã đấy nha, nhập mã rồi dán. Xong dán được nha mọi người. Ok mọi người đợi xíu mình lấy lại cái mã nha. Ok mọi người, thì mình đã lấy được cái mã rồi. MKC 55 2 3. Thì đây là mã mình lấy của người khác nha mọi người. Mọi người hãy nhập theo cái mã của mình, đó là EP ST M và bấm get. Đấy, khi mọi người nhập mã xong chúng ta sẽ có ngay là 300 kim cương. Thì cái mã giới thiệu này mình sẽ để ở dưới nha mọi người. Mọi người sẽ bấm vào đường link của mình và tải nó. Đấy, sau khi nhập mã xong thì anh em sẽ có cái này. Đấy, đấy là cái gọi là cái đổi thưởng qua Google Space. Và đây là một số ứng dụng gọi là dùng đi. Đấy, thì chúng ta sẽ chơi game bình thường và kiếm tiền bình thường, kiếm tiền trong game. Đấy, chúng ta bấm vô bất kỳ. Đấy, và bắt đầu câu, anh em sẽ câu quay này đấy. Lên đấy, có tiền. Nếu mà anh em muốn kiếm thêm thì chúng ta có thể bấm vào xem video để x3 lên. Đấy.
Đây, x3 lên. Thì mọi người sẽ cố gắng một tí kiếm thêm thì sẽ được x3 lên thì nó sẽ nhanh hơn. Những dụng gì đây? Cookie time. Thôi để tại gì đang quảng cáo đây, nó hiện dấu x lên, chúng ta x đi nha. Đấy, để chúng ta được ngày là x3. Đây, đây là tiền gì chưa, tiền đô của Google Pay đấy anh em. Đấy, mình sẽ đây nha, chúng ta có thể quy đổi về Google Pay hoặc là cái ứng dụng gì đây mình cũng chả biết nữa. Đấy, chúng ta 10 đô là 290.000, 291.000 kim cương mọi người ạ. Chúng ta kiếm kim cương cùng sao 150. À lúc này mình bấm nhầm. Con ghét đi, ít đi. Đấy, thì mình cũng đã giới thiệu xong. Và chúc anh em thành công. Đây, à từ từ. Có cái này là phần quay này mọi người ạ. Đây này. Đây ship quay, chúng ta sẽ xem một cái video quảng cáo để chúng ta lấy một lượt quay free nha anh em. Cái gì đây? Bài này bị điên rồi à. Lúc này cũng quảng cáo cái ứng dụng này nha anh em. Đấy, cái ứng dụng chỉ đây à dùng. Hình như lúc này mình vô cái quy đổi này. Pay cái gì này. Tu bạn này bị làm sao đấy nhở mà ít nha mọi người. Đấy, sau khi xem video quảng cáo xong, chúng ta sẽ có một lượt quay free và chúng ta sẽ quay. Ui, được ngay 2 đô luôn mọi người ạ. Quá là may luôn, quá là may luôn, được 2 đô. Đấy, khi nào được 10 đô chúng ta sẽ đây là phải được 100 đô thì chúng ta sẽ được rút. Mình cũng chả biết 1 đô được bao nhiêu tiền Việt Nam nữa. Ok, thì cảm ơn mọi người đã xem cái video này của mình. Và mọi người có thắc mắc gì cứ comment hoặc là inbox, mình sẽ hướng dẫn anh em một cách rất là chi tiết luôn. Đấy, mọi người sẽ nhập cái mã code này của mình và tải qua cái đường link này của mình. Mình xin nhắc lại với anh em là mọi người phải nhập cái mã code này thì mới có cái phần này nha mọi người. Đấy, cái phần này này. Đấy, phần này và phần này. Mọi người phải nhập cái mã code thì mới có phần này nha mọi người. Mình xin nhắc lại với mọi người. Ok, thì cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này của mình. Và chúc mọi người thành công. Ok, bye bye.